Vâng, để máy Hồng Sơn xin chào tất cả mọi người đang xem video. Thì hôm nay bên cửa em xin phép làm video ngắn một chương trình ưu đãi xả kho cho các bác, cho anh em trên mọi miền tổ quốc. Đó chính là ưu đãi xả kho bộ sở máy khoan pin 3 chức năng 77V. Về bộ sở hôm nay thì hiện tại thị trường đang được giao bán với giá là 850.000. Nhưng hôm nay em ưu đãi xả kho chơi lớn, giá chỉ còn 550.000 các nhá. 550.000 thì được miễn phí vận chuyển tận tay các bác và sản phẩm đầy đủ hết trong hình đấy, nguyên một bộ như thế ạ. Và nhận hàng có được kiểm tra, bắt bít thử, khoan thử, ok rồi mới trả tiền các nhá. Thì nếu bác nào quan tâm thì hãy liên hệ số điện thoại hotline trên hình 0976785214. Thì trước tiên đi chiết hơn về sản phẩm thì mọi người cùng em xem test qua chất lượng sản phẩm nhá. Em test máy khoan pin 3 chức năng các nhá. Em test con tường này. Em test mũi 8. Tường cứng nhưng mà máy có cơ chế bố rất là khỏe các bạn. Khoan tường rất là dễ dàng các nhá. Rất là ngọt. Em khoan một mũi nữa nhá. Rất phù hợp cho bác sử dụng để khoan tất vít đa năng các bạn. Máy nhỏ rất là khỏe các nhá. Rất là dễ dàng. Khi các bác mấy cái tôn các bác chỉnh sang chuột bật vít này, các bác chỉnh cấp chuột cao lên. Em test bật vít nhá. Em sử dụng vít cũ này, sắt dày ly tư các bác. Đấy, bật rất là khỏe các bác. Đấy, em bắn con nữa này. Cái máy rất là nhỏ gọn, các bác thao tác một tay này. Đấy, các bác phải thao tác là một tay, chuột cao rất là dễ dàng các bác. Vâng, thì vừa rồi là những bài test em test bộ sản máy khoan pin 3 chức năng 77V. Bên bộ sản thì là dòng 3 chức năng, có cơ chế bố khoan tường này. Các bác khoan tường này, các bác chỉnh chữ T khoan tường này. Khoan sắt căn gỗ này các bác chỉnh mà cứ chỉnh mũi khoan. Còn các bác bắt vít thì có chỉnh đây nhá. Đấy. Máy thì là hàng loại 1 được sản xuất tại Malaysia. Hàng loại 1 thì nó khác hàng loại 2 là hàng loại 1 tem được đúc dập lỗ trên con máy nhá. Hàng loại 2 chỉ là tem đề can dán thôi các bác. Đó. Máy thì được sản xuất tại Malaysia nên là sẽ có một cái tem 7 màu chống hàng giả, hàng kém chất lượng. Nhận hàng thì có check cái mã code giúp em nhé, sẽ ra đầy đủ thông tin sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ sản phẩm đấy ạ. Đó. Về bộ sản phẩm thì em ưu đãi các bác nhưng cam kết là pin 5 sao đủ nhá. Nhiều shop bán rất là rẻ nhưng tháo ra chỉ có 3 sao thôi các bạn. Đấy, bên em cam kết là 5 sao đủ. Nếu bác nào chuyên tâm là tháo thực tế quả pin ra, kiểm tra đúng 5 sao thì ngắt tiền không nhá. Đấy, bên em không ngại. Có rất nhiều shop bán chỉ có 3 sao thôi nhá. Đấy, và sản phẩm đi kèm hai quả pin, mỗi quả pin các bác dùng liên tục được 4 đến 5 tiếng đồng hồ. Đấy. Về bộ sản phẩm này thì máy thì thiết kế rất là gọn, sử dụng đầu Autolux 10 ly và có 25 cấp độ trượt. Máy thiết kế hai cấp, nhanh và chậm, có gạt và chậm đẩy lên nhanh. Đấy, rất là tiện lợi cho bác sử dụng làm như ống kính hay là bắn máy trên cao, rất là tiện. Đấy. Máy thì có thể đáp ứng những nhu cầu như sử dụng bắt vít tôn, hoàn toàn có sắt gỗ. Và riêng hông máy được thiết kế đầu bắn vít này, thiết kế tặng sẵn các bác một đầu bắn vít nhé. Đấy. Máy có đảo chiều được tốc rất là mượt các bạn. Sử dụng đầu tốt lốc. Đầu tốt lốc này thì lõi bằng kim loại các nhé, các yên tâm làm va đập không lo ảnh hưởng đến máy. Đấy. Và sản phẩm đi kèm bác là hai quả pin 5 cell. Pin quả pin 5 cell này thì một quả pin các bác dùng liên tục được 4 đến 5 tiếng đồng hồ. Bên em cam kết các bác dùng liên tục được 4 đến 5 tiếng nhé. Một quả pin các bác phải bắn được liên tục được 100 mét tô. Đấy, cái này thì các bác thợ đã sử dụng và đã phản hồi cho bên em. Đi kèm hai quả nhé. Và sau đó đi kèm một đốc sạc nhanh này. Sạc này thì các bác cắm quả pin 5 cell thì dao động một tiếng ở đấy thôi. Sạc rất là nhanh các nhé. Đấy. Sản phẩm mới được tặng kèm các bác là 24 phụ kiện, bao gồm 3 mũi sắt, 30 con gỗ và những đầu bắt vít, những đầu bu lông nhỏ và thanh bắt ốc khuất nhé. Và một đặc biệt là em sẽ tặng thêm các bác một cái móc treo, móc treo ở dưới ông máy này để các bác làm trên cao, móc ở mạng cặp quần hay là móc ở đai an toàn để sử dụng trên cao nhé, rất là tiện. Đấy. Sản phẩm được bảo hành 1 năm mà được đổi mới trong 30 ngày đầu nếu máy phát sinh lỗi. Khi các bác mua hàng thì các bác nhớ giữ lại phiếu bảo hành bên em để nhận được chính sách bảo hành từ bên em các nhé. Đấy. Vâng, thì vừa rồi em giới thiệu qua bộ sản máy khoan pin 3 chức năng 77V. Em xin phép được báo lại giá nhé. Bộ sản này em đã xả kho, giá chỉ còn 550.000. Các bác hàng kia, giá chỉ còn 550.000 thôi ạ. Nếu bạn nào quan tâm, hãy liên hệ số điện thoại hotline cho mình 0976785214. Nếu bạn nào còn phân vân về sản phẩm thì hãy để số điện thoại phần comment. Thì ở bên em sẽ có đội ngũ nhân viên kỹ thuật gọi lại, tư vấn hay hỗ trợ đặt hàng. Vâng, em xin phép kết thúc video tại đây. Hẹn gặp các video sau. Em xin cảm ơn.